Ok, hello các bạn, em sẽ test cái ROM Android 13 vào cho con Sony Xperia Z2 này, Android 13 nhé. Thì tất nhiên đầu tiên mọi thứ đều phải unlock được. Ok, Android 13 sẽ có các giao diện như này các bạn nhé. Ui, các bạn thấy chưa? Ui, đây là RAOS nhé, còn Android gốc thì mình nghĩ chắc cũng vậy thôi. Đây, thành điều hướng không khác gì luôn. Đây, cái cài đặt nó đổi ở đây rồi nhé, nó không để ở đây nữa các bạn nhé. Đấy là Android 13 dựa trên RAOS đầu tiên, chưa một cái nào làm cả. Ok các bạn nhé, để úp cái ROM này đầu tiên các bạn là phải có link ROM nhé, và link cái ROM này đâu rồi. Đây cái ROM này này 700MB này, không, hiện tại đang chưa có GApp nha các bạn. ROM này mình sẽ để dưới mô tả nhé các bạn nhé. ROM này mình sẽ để dưới mô tả này. Các bạn tải về các bạn copy vào đồ máy tính để cài nhé. Bây giờ này, đầu tiên để cài được thì phải unlock Brother. Mà unlock Brother thì không phải là máy nào cũng unlock được. Các bạn nào máy unlock rồi thì mới cài được thế thôi. Đây này, để chúng ta biết được máy unlock hay chưa, chúng ta có rất nhiều cách. Chúng ta có rất là nhiều cách luôn các bạn nhé, rất là nhiều cách để phát hiện là máy có unlock hay chưa. Cách 1 là bật nguồn lên, đây các bạn đợi nhá. Đấy, cách 1 là bật nguồn lên và nó hiện ra cái thông báo này, đấy ổ khóa mở ra như này là unlock. Cách 2 là các bạn sẽ vào trong tùy chọn nhà phát triển, trong điện thoại nó ghi là bootloader đã mở khóa, thế là được. Ở trong một cái phần mở khóa của em trong tôi chọn phát triển. Cách thứ ba là giúp cắm máy tính, chúng ta mở ADB Facebook lên và đặt phòng tool cũng được nha các bạn nhé. Cái này rất là nhiều người máy xách tay vào chửi các bạn nhé, nên mình phải làm thôi. Đây các bạn nha, vào Facebook này, đấy Facebook kìa, đấy ok. Cũng sao cũng giữ tăng âm lượng này. Cách thứ ba để phát hiện là máy unlock hay chưa nhá. Ok đây, nhận này, nhận driver, cài driver nhá. Với bạn sẽ gõ là fastboot này, fastboot. Này nhá, om unlock như này. Fastboot OM unlock. Như này nhá. Đấy ok. Bấm enter này. Đấy. Nó sẽ ghi là device only unlock là ok. Nói chung bây giờ chúng ta cũng vào Fastboot nhá. Bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta phải vào Fastboot như này để chúng ta vào recovery cái ROM nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái file TWRP cho EZ2 lên. Link ROM mình sẽ để link file mình sẽ để dưới mô tả, bạn giải nén các bạn mở nhá. Đầu tiên bạn cài driver cho mình. Driver thì cũng không có gì khó cả. Đây nha các bạn nhá. Đấy. ROM này ROM thử nghiệm nhá các bạn nên có một số lỗi nhá. Vừa đang boot này. Đấy, các bạn tắt nguồn nhưng mà giữ thế thôi. Vậy là ROM startup hay ROM custom cũng được, nhưng mà vấn đề phải unlock được. Không có hầu như là ít người unlock được các bạn. Unlock order được. Bởi vì máy nhà mạng thì nó có cho đâu. Vẫn đang hóng mấy anh Indo crack cái tool để unlock anh em. Không biết được như nào. Không biết crack được không. Crack được thì lại ngon quá. Ok, đang mua này. Crack được thì lại nhiều người vào cảm ơn mình vì có ROM để chơi các bạn nhé. Đấy. Ok. Vào rồi này. Đấy, nó sẽ nhảy ra này. Các bạn sẽ lên máy tính bạn tải ROM around này về này. Around này nhá. Bạn ơi, chút cái cam nó rất là khó lên nét. Đây bạn tải cái ROM này, bạn copy vào bộ nhớ máy nhá. Đây. Mình ở đây mình copy vào sẵn rồi, bây giờ nó ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây các bạn ấn install này. Ấn vào cái ROM này. À không, đầu tiên các bạn phải wipe data nhá. Wipe.
ấn qua bạn kéo qua như này. Nhưng mà nếu các bạn nào ở RAW stop ấy, nếu bạn mà các bạn không hay flash cái file visible này khi cài ROM ấy, thì các bạn sẽ phải vào format data nhá, bạn phải vào wide format data như này. Các bạn sẽ vào wide, phải vào wide data format data và nhấn Z để mất dữ liệu nhá, và điều đó sẽ làm mất dữ liệu của các bạn. Bạn nếu bạn không, bạn chỉ wide này thôi. Đấy, wide như này là được. Nếu wide xong như thế thì bạn sẽ phải copy lại ROM vào máy nhá. Okay, bây giờ nó sẽ vào thư mục chứa ROM này. Đây là như thường lệ thôi, mình cũng không, mình làm khá là nhiều rồi. Đây RAOS này, RAOS V13 thì nó sẽ swipe qua như này. Bạn đợi, bạn chờ nhá, chờ nhá. Bạn chờ nó flash này. Đây. Nó đang flash này các bạn. Ok, mình sẽ tua video nhá. Khi nào cài xong mình sẽ nói, mình sẽ tiếp xong, mình sẽ nói tiếp. Ok, các bạn step 2 rồi. Cũng gần cài xong rồi các bạn nhá. Đây. Ok. Đây các bạn nhá. Đây nó bảo để flash thêm các cái file zip khác và phải vào recovery này để chuyển qua slot mới. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tắt nguồn đi này. Vào quách ra ngoài home này, ấn reboot. Chọn là power off. Rút sạc này. Đấy, mỗi khi chuyển làm slot mới nó sẽ có cái này, không biết tại sao vậy. Máy khác cũng vậy nhá, máy nào cũng vậy. XZ2 bao giờ cũng thế. Cũng không biết được, máy stop cũng không là được cũng có nha các bạn nha. Đấy, sẽ giữ để cho tắt nguồn hẳn đi các bạn nha. Bạn phải giữ nguồn tăng âm để cho nó tắt nguồn hẳn đi. Bởi vì lần đầu boot này chúng ta muốn flash thêm các cái file zip thì chúng ta phải làm như thế. Đấy, giữ khi nào nó dùng 3 nhịp là được. Bây giờ sẽ cắm sạc này. Enter. Bây giờ sẽ ấn cắm sạc này. Giữ lại tăng âm lượng nhận đường để nó vào Android nhé. Để chúng ta còn flash hay các file zip khác. Ở đây mình không có file grab nhé. Các bạn nào có thì các bạn tự làm. Các bạn lấy các bạn flash như bình thường thôi. Chính ra ra 10 thì bây giờ cũng phải được 3 năm, 4 năm rồi các bạn ạ, không phải mới nữa. Android 10 ấy. Nó có cái lớp cột mốc 10 năm của Android nhưng mà không biết sao đây đã 3 năm rồi, nhanh thật ạ. Ok, vào lại rồi này. Đấy các bạn có cửa app thì các bạn tải với bạn có vào bộ nhớ máy như này và bạn ấn install, bạn chọn file đấy và bạn kéo qua như này, kéo qua. Còn ở đây mình không có, mình chỉ có file để tắt mã hóa bộ nhớ thôi nên bây giờ mình mới phải flash thế như này. File này các bạn nếu bạn cần thì mình cũng để dưới mô tả. Cái file này để chúng ta tắt cái mã hóa bộ nhớ này, để cho cái bộ nhớ trong này nó không bị mất dữ liệu khi bạn cài ROM mới, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây file bổ sung của mình nha, nếu các bạn không cần cũng được, không cần cũng chả sao cả các bạn nhé. Đây mình đang chờ nó zip này. Zip hơi lâu các bạn ạ. À, nó patch lại hơi lâu. Ok. Bây giờ ấn back home này, ấn reboot này, xịt tập. Chờ lên các bạn nhé. Đây là ROM ROS đang thử nghiệm nha các bạn nhé. Chưa ổn định hoàn toàn. Nó có một số lỗi nhỏ như là lỗi camera. Hiện tại dev vẫn đang fit nhé. Đấy, mình làm ra cho kịp thôi các bạn, cho kịp với XZ Premium thôi. XZ Premium nó có trước rồi, bây giờ phải làm kịp, làm lẹ, làm kịp thôi. Đây đang boot này, Android ROS. XZP làm trước rồi, bây giờ phải để đeo ra tay các bạn nhé. Không yên được đâu. Android 13 XZ Premium ra trước thì con này phải ra ít nhất phải sau con đấy một tí. Cắt ghép ở bên XZ Premium thì nó nhiều quá.
không có gì cả các bạn ạ. Làm bút này, ROS lên này, nó lên mất có mấy phút à? Có chưa đến 5 phút nữa. Lên đấy. Ok các bạn nhé, hoạt động mình chút. Ok các bạn nhé, đấy ROS này. Ok bây giờ sẽ vào setting và nó sẽ tự động nó vào màn hình chính thôi, chúng ta không phải setup nữa. Đây ARM13 đấy, và cái đồng hồ cho nó phải kéo thành đúng 1 giờ nên mới được này. Đấy, vẫn giữ để chuyển emoji. Ok các bạn thấy chưa, cute chưa các bạn, cái này mà không cute mới là lá đấy. Không biết game như nào nhỉ. Nhưng mà nhìn thấy cute thật, lần đầu mình thấy phải Android mà nó có cái nó để emoji ra cái màn hình như này các bạn ạ. Trên Android 13 nó có những cái thay đổi mới các bạn nhé. Đây chẳng hạn như chúng ta phải không cái V2 này, không Fly này không tác dụng các bạn, phải cái này này, à không không phải cái này, phải là cái này này, đâu nhỉ, đâu các bạn, phải V2 giây kia. Cái đấy mình làm nhá các bạn, ứng dụng đấy mình làm đây này. Đấy phải V2 ray này mới nó mới chuẩn này các bạn nhá. Ngoài kia chỉ là sọt rác thôi, để ủng hộ các bạn nhá, ủng hộ rồi sẽ vứt đi cũng được. Ok đấy, không có thông báo hay sao ấy. Ở đây mình sẽ thêm một hình bừa để xem nó có thông báo không, các bạn đợi mình chút nha, để mình test cái thông báo cho Android 13 đó. Ok đấy, nó cũng có cái thông yêu cầu thông báo này đấy, allow send là cho phép truy cập thông báo, cũng có luôn các bạn nha, cũng có luôn, và ấn xong rồi không thấy đâu cả các bạn ạ, không thấy đâu cả. Ok các bạn nhé, nói chung là mình review sơ qua như vậy thôi, Android 13 và như vậy, không có gì thay đổi các bạn ạ. Còn các hãng lớn thì có thể là sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Cái này là Android AOSP mà, đây Android AOSP nó như này đó các bạn nhé. Ok đấy, ứng dụng này mình dùng wifi nhé, mình không dùng 4G nhé, sim máy này hỏng khai sim rồi. Ok này, có các ứng dụng này là cơ bản nhất của Android này, cài đặt thì nó cũng khá là thô sơ các bạn nhé. Android 13 chỉ có vậy thôi, nhưng mà được cái emoji nó cute phết, rất cute luôn. Đấy, khỉ này. Ôi các bạn nhìn này, không biết còn đường nào để mà chê nữa đúng không các bạn. Đấy thôi, nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta đây là xong hết rồi các bạn nhé, còn ở đây các bạn sẽ có thể trải nghiệm được. Đây, nói chung là mình làm Android 13 trước cho anh em đấy. Rồi không biết Android 13 thì game khủng như nào các bạn, mình cũng không biết được, vừa mới ra thôi, được có mấy ngày thôi các bạn, cái bản mới nhất nó vừa mới ra có 4 ngày trước thôi các bạn nhé, 4 hay 5 ngày trước ấy, nó vừa mới ra thôi, các app chưa kịp tối ưu theo cơ mà đấy. Đấy các bạn nhé, đấy có quyền thông báo này đấy, đấy mặc định nó tắt chặn thông báo này, mặc định Android chặn thông báo của ứng dụng này đấy, các bạn thấy chưa, permission này, quyền này không có thêm quyền làm đọc nội dung nhạc này, thông báo và nội dung video đấy. Bây giờ thêm một số quyền mới rồi, cái này quyền này rất là của Android 13 để nâng cao tính bảo mật các bạn nhé. Nói chung các thay đổi mình cũng thấy cũng khá khá nha. Nói chung là đây là Android 13. Android 13 cho Xperia Z2 đầu tiên. Hiện tại nó đang bị lỗi camera, và các dev sẽ fix trong thời gian tới nha các bạn nha. Cái này ROM thử nghiệm thôi, nếu các bạn cài vào để trải nghiệm thì ok. Để dùng lâu dài thì mình nghĩ là phải đợi một thời gian nữa để cho các dev nó fix các bạn nha. Các dev nó fix cái lỗi cảm ơn các bạn nha. À fix cái lỗi camera là ok. Rồi mình thấy không có lỗi nào nhiều cả các bạn, ngoài lỗi camera ra không thấy một lỗi nào khác. Đấy ok các bạn nhé. Ok Android 13. Ok cảm ơn các bạn đã xem video. Ok cảm ơn các bạn đã xem video. Thật sự Android 13 rất là ngon luôn các bạn nhé. Ok.